Hi, xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Trong cái bản tin ngày hôm nay thì chúng mình xin gửi tới các bạn một cái tin cũng khá là hot hit trong ngày qua ngày hôm nay. Thực ra cũng là cả một quá trình trong thời gian vừa rồi. Đó là việc Bitcoin đã sập xuống cái mức giá thấp nhất năm 2022 và nó đã tiệm cận với cái giá thấp nhất của tháng 7 năm 2021. Đây các bạn xem, đây là thời điểm tháng 7, đây 20 tháng 7 2021, giá Bitcoin nó rơi về, phóng to lên một chút, đây 29.807 đô la Mỹ một đồng Bitcoin. Và đây là thời điểm mà, đây rồi, đâu rồi, 25 tháng 1, cái này chưa rõ lắm. Đây, quay biểu đồ 1 năm. Đây. Ngày hôm qua ngày 9 tháng 5. Hôm nay biểu đồ chưa lên. Đây. Đây rồi. Hôm nay ngày 10 tháng 5. Đấy, giá cập nhật mới nhất là 30.000 của năm ngoái 29 sắp bằng với lại cái đáy của năm 20 tháng 7 2021 rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái đà giảm của Bitcoin này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến sáng ngày 9 tháng 5, sáng hôm qua, đấy, nó chỉ còn đâu đó loanh quanh cái mức 33.000 đô cho một Bitcoin. Trong tuần qua, đồng tiền lớn nhất thế giới này đã mất khoảng 14% giá trị so với cái đỉnh 68. Đấy, cái đỉnh này. Đỉnh tháng 11. Được rồi, tháng 11. Đấy, 68.000 từ tháng 11 năm 2021. Đấy, giá trị của Bitcoin đã giảm gần một nửa. Thì các bạn có thể thấy là Bitcoin giảm thì kéo theo cái sắc đỏ bao trùm toàn bộ thị trường tiền số. Những cái dự án thuộc nhóm 10 đồng tiền mã hóa lớn nhất thì đều sụt giảm mạnh. Ethereum này giảm 15%, Binance giảm 11%, Solana giảm 17% và Luna giảm tới 25%. Việc cái thị trường đi xuống còn kéo theo một cái cá voi của dự án Phantom vỡ nợ. Tài sản thế chấp của người này bị thanh lý khiến cho hệ sinh thái Phantom đứng trước cái nguy cơ bị sụp đổ. Đây các bạn có thể nhìn này, Phantom. Đấy, giá cũng lao dốc luôn. Đó. Ngày mùng 10 bây giờ có 0,558 với đỉnh của nó 15 tháng 1 đó, giảm không phanh các bạn ạ, giảm dã man luôn. Đây đấy, đỉnh luôn. Trong danh sách các dự án lớn thì đồng Near và Tron thì là hai đồng tiền ít bị ảnh hưởng bởi cái việc vừa công bố bởi vì họ vừa công bố cái stablecoin cho hệ sinh thái với cái mức lãi suất cho vay là rất cao. Thêm một cái tin nữa, đó là việc hạ tầng lỗi thời cho khiến Solana và Ethereum sập mạng trước khi thị trường tiền số giảm sâu. Ethereum và Solana đã bị sập mạng, điều này cho thấy điểm yếu của các dự án blockchain có lượng người dùng lớn. Ethereum là đồng coin lớn thứ hai, còn Solana thì đứng thứ 5 trong nhóm 10 cái dự án tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Ngày mùng 1 tháng 5, cái dự án Metaverse Azure mở bán cái NFT đất đai trong thế giới ảo của mình, chính lượng giao dịch quá lớn bị dồn vào một thời điểm khiến phí gas, gọi là cái phí giao dịch ở trên mạng lưới, nó bị đẩy lên từ giá 4.800 đô la Mỹ. Các bạn thấy không? Phí gas thôi nhé. Bạn chuyển một Ethereum, một Ethereum với có giá lúc thời điểm đấy thì cũng khi chưa đến 4.800, nhưng mà phí gas của nó đã bằng luôn giá trị bạn, đồng tiền thậm chí lớn hơn cái đồng tiền bạn chuyển đi rồi. Quá là vô lý các bạn thấy không? Đấy, thế làm cho hệ thống Ethereum gần như tê liệt. Đấy, phí giao dịch cao và tốc độ chậm là vấn đề tồn tại trên cái mạng lưới Ethereum suốt thời gian qua. Và Axie Infinity, cái dự án mở ra trào lưu game phi vốn được xây dựng trên Ethereum. Tuy nhiên vì phí và tốc độ giao dịch, đội ngũ dự án này phải làm thêm một cái sidechain, đó là blockchain phụ Roni để cải thiện cái tình hình này. Đó, và cái việc
sự kiện gần đây nhất là Rony bị hack mất mấy trăm triệu đô, dã man luôn các bạn ạ. Đó, phí giao dịch tăng thì khiến cho chính người sáng lập Ethereum phải lên tiếng phí giao dịch cần xuống thấp dưới 0,05 đô mới chấp nhận được. Vitalik Buterin viết trên Twitter như thế: Ethereum cũng đang trong quá trình chuyển đổi từ phương thức xác thực bằng chứng công việc Proof of Work sang bằng chứng cổ phần Proof of Stake để cải thiện tốc độ phí. Tuy nhiên với cái sự kiện The Mac nhất này đã bị lùi lịch so với dự kiến. Đấy, thì trong khi đó cái sự cố trên Solana còn nghiêm trọng hơn khi mạng lưới tê liệt hoàn toàn, người dùng không thể giao dịch trong 8,5 giờ. Nguyên nhân sự cố bắt nguồn từ cái việc OpenSea mở bán NFT hỗ trợ Solana. Từ đó những cái máy giao dịch tự động hay là những cái con gọi là con robot ấy gửi lượng lĩnh lớn lệnh lên hệ thống gây nghẽn mạng. Đó. Và theo nguồn tin thì Solana status có tới 4 triệu giao dịch mỗi giây được gửi lên làm cho hệ thống quá tải. Thì đây cũng không phải là cái lần đầu mà Solana sập mạng, nhiều sự cố tương tự đã diễn ra từ tháng 8 năm 2021, nhưng cho đến nay thì mạng lưới vẫn chưa đưa ra được cái phương án khắc phục nào. Thì các bạn có thể thấy đó là những cái điểm hạn chế của những cái đồng coin gọi là thế hệ cũ. Thì hy vọng rằng trong tương lai gần, cái dự án Pi Network sẽ giải quyết được những cái vấn đề này, những cái tắc nghẽn này. Các bạn thấy như điểm tin sáng nay chúng mình gửi đến ấy, Pi thì có tận đến hơn 61.000 nốt đang active đó, và Pi vẫn đang trong cái giai đoạn test, quá trình thử nghiệm những cái giao dịch và để có thể xử lý được tất cả các tình huống xảy ra. Số lượng lớn người truy cập, liệu Pi Network có chịu được hay không, chúng ta cùng chờ đợi trong cái thời gian tới. Nếu mà giả xử lý được những cái hạn chế đó thì có lẽ Pi sẽ là bá chủ của các loại coin trên thế giới trong thời gian tới. Các bạn có đồng ý với quan điểm này của chúng mình hay không? Các bạn có thể để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Cảm ơn các bạn.